Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Đợt này anh em thấy là tôi cũng khá là chăm chỉ làm video clip. Đấy, ngày nào cũng có video clip up lên để phục vụ các anh em. Một phần là lý do là vì cái đợt này kênh của tôi, cái đề xuất nó đã quay trở lại cách đây một năm rồi. Đấy, rất nhiều anh em xem, rất nhiều người xem. View nó cũng đã gần như đã được cái mốc trước đây. Khi mà có một cái khoảng thời gian mà kênh của tôi nó bị mất đề xuất do là đổi tên kênh ấy, thì mất đề xuất một khoảng thời gian là một năm. Đấy, đúng một năm sau thì nó cũng đã quay trở lại. Và nó quay trở lại là cái tín hiệu nó quay trở lại là cách đây khoảng 3 tháng. Thì nó đã lên dần. Đấy, với cái tầm này thì đã có những cái video clip mà nó lên đến gần 8k view. Đấy, có những cái video clip 7k view, rất là ok. Đấy, và vì view nhiều, nhiều anh em xem thì cái thu nhập của tôi nó cũng tăng. Đấy, chính vì thế nên cái đợt này tôi cũng làm việc, tôi cũng chăm chỉ hơn. Do là nó có một cái động lực. Đấy, nó có động lực, nó có cái niềm phấn khởi khi mà kiếm được tiền trở lại trên cái kênh này. Thì nó cũng rất là tuyệt vời anh em ạ. Thế chính vì lý do đấy mà đợt này anh em thấy là video clip ra khá là đều. Và nó cũng rất là ok đúng không? Cả về mặt nội dung. Vì thường là những cái video clip dạo gần đây là tôi cũng có chắt lọc hơn. Trận nào hay mới cho lên. Đấy, mà sau cái vụ mất đề xuất một năm vừa qua ấy, thì nó cũng là kinh nghiệm xương máu của tôi rồi. Đấy là không bao giờ đổi tên kênh. Khi mà đổi tên kênh YouTube của chúng ta ấy, mà lúc đầu chúng ta đặt một cái tên khác, sau đấy chúng ta đổi tên kênh đi ấy, thì nó sẽ mất đề xuất. Nó y như là chúng ta lập một cái kênh mới vậy. Và chúng ta lại mất cái khoảng thời gian xây dựng là một năm. Đấy, thế nên là rút kinh nghiệm xương máu đấy anh em ạ. Từ trước đến nay là khi mà làm YouTube thì không bao giờ biết hết được những cái mà chúng ta có thể phạm phải và nó ảnh hưởng đến kênh. Không bao giờ biết hết được. Kể cả là khi mà nói chuyện ấy, có những cái từ ngữ ấy, nó là những cái từ ngữ cấm, nó vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Chỉ là một lời nói, là một câu nói hoặc là một từ thôi là nó đã dính vào là danh sách đen rồi. Và nó sẽ bị hạn chế, hạn chế đề xuất các thứ, nên là phải hết sức cẩn thận. Nhất là làm game này, nhiều khi là mấy cái từ mà mình kiểu bình luận game thì rất hay là bị dính vào. Đấy, thế nên là làm YouTube là khó cái chỗ đấy anh em ạ. Không phải ai khi mà làm YouTube cũng biết được hết những cái đấy. Mà kể cả là có học hành các thứ, kiểu học làm YouTube có những cái khóa như thế, hoặc có những cái video dạy làm YouTube ở trên mạng ấy, xem qua thì cũng không bao giờ biết hết được. Trừ khi là mình dính vào, mình gặp phải, sau đó mình tìm hiểu, mình hỏi những cái người khác cũng bị giống mình ấy, thì như thế thì mới rút được cái kinh nghiệm. Cái kênh YouTube ấy mà nó nhiều khi nó chỉ cần đổi cái tên, không phải là đổi hẳn cái tên đâu, mà chỉ cần đổi một cái ký tự thôi. Như là tôi thêm một cái ký tự vào đúng không, thì đấy, chỉ cần thêm hoặc là bớt ký tự đi thôi, một cái ký tự thôi là nó đã ảnh hưởng rồi. Sau đó thì trong cái quá trình mà tôi bị ấy, là tôi cũng đi tìm hiểu ấy. Kênh của tôi là mấy kênh nó khá là nhỏ, nó chỉ có khoảng gần 30k thôi. Gần 30k người theo dõi thì nó quá nhỏ. Đấy, có những cái kênh mà nó lên tới là 1 triệu, 1 triệu sắp. Nhưng mà rồi đổi tên rồi cũng bị. Ví dụ điển hình là một trong cái kênh mà tôi rất hay xem ngày trước. Đấy là cái kênh, cái đợt mà nổi lên những cái vlog của ông bà già ấy, là tôi có sắp cái kênh ông Thọ Vlog. Đấy, ông Thọ Vlog ngày trước là một cái kênh mà khá nổi và lên được 1 triệu sắp. Khi mà có một cái đợt mà ra video nào, video đấy nó toàn là khoảng 200 đến 300k người xem. Rồi cả triệu lượt xem. Thế nhưng mà sau khi đổi tên phát, tự nhiên đang từ ông Thọ Vlog chuyển một phát sang Hương Vị Quê Hương. Úi dồi ôi, thế là toang luôn. Y hệt kênh của tôi anh em ạ. Thì là coi như là cái kênh này xuống hố luôn. Bây giờ tôi quay lại tôi xem ý, cái kênh ông Thọ Vlog là bây giờ nó chỉ có khoảng 1.000, 2.000 view cho mỗi video thôi. Quá dã man luôn anh em ạ. Thậm chí là còn không bằng cái video của kênh tôi luôn. Kênh tôi giờ ra video cũng đều là cũng ít nhất là cũng phải 5k. Đấy, 5k cho một video. Mà video của tôi nó ra hàng ngày. Nó khác với cả cái mấy cái kênh kiểu như là ông Thọ Vlog là một tuần nó chỉ ra được 3 video thôi. Đúng là cái quyết định mà đổi tên kênh đúng là quyết định xuống hố. Một trong những quyết định sai lầm nhất của những cái người làm YouTube mắc phải. Quá dã man luôn. Mà cái kênh ông Thọ Vlog ấy là sau khi đổi tên ấy, đến bây giờ là đến năm thứ 3 rồi. Mà coi như là không lên được nữa. Anh em ạ. Tôi là kênh của tôi may ấy. May mà nó quay trở lại được ấy. Chứ còn như kênh của ông Thọ Vlog nhá, mặc dù là video ra vẫn đều nhá, ra chất lượng video vẫn là như ngày trước luôn, rất là làm có tâm luôn ấy, thế nhưng mà không lên nổi anh em ạ. Quá dã man. May quá kênh này của tôi thoát được cái quả blacklist của YouTube.
Thế là vẫn còn ngồi đây mà làm việc được với anh em đấy. Chưa còn không thì thôi, chắc là anh em cũng không còn nghe cái giọng tôi ở trên YouTube nữa đâu. Cũng may mắn đúng không? Thế đây là những cái lúc may mắn như này thì cũng đang tận dụng để mà làm video clip. Đấy. Kiếm được tiền mà tội gì không làm đâu, đúng không anh em? Đấy, nhưng mà sau cái quả vừa rồi ấy, sau một cái biến cố ở trên kênh là tôi cũng đã nhận ra rồi. Một cái điều là không có gì tồn tại được mãi mãi. Đấy, chúng ta phải tìm ra những cái thứ khác để nó thay thế. Thì đấy, anh em cũng biết trong cái quá trình anh em xem kênh của tôi trong suốt một năm vừa qua, anh em cũng biết là tôi chuyển dần sang tôi làm nhạc là vì thế. Nhạc thì nó khác game, cũng tính toán các thứ cẩn thận lắm rồi. Làm nhạc tại sao lại làm nhạc? Đơn giản là vì nhạc ấy, nó sẽ tồn tại được rất lâu. Nó không như là cái con game này. Con game này thậm chí là nó có thể chết bất cứ lúc nào. Đấy, mà một khi mà con game nó chết ấy, thì là tôi coi như là tôi không có cái content để xây dựng luôn. Bởi vì mình có cái gì khác ở đâu, đúng không? Thì trong cái quá trình đấy là mình cũng phải tìm hiểu dần đi. Trong cái quá trình mà trước khi con game chết ấy, là cũng sẽ phải chuẩn bị trước cái tâm thế là sẽ phải có một cái việc khác thay thế vào. Đấy, chứ còn đang có một cái công việc, cũng có một cái nguồn thu nhập ổn định rồi mà tự nhiên mất một cái nguồn này đi thì nó cũng mất khá khá đấy anh em. Đó, chính vì thế là cũng sẽ phải có cái sự chuẩn bị trước. Tất nhiên tôi nói thế không có nghĩa là cái con game này nó sắp chết anh em nhá. Đấy là tôi no quá xa thôi. Chứ game này tôi nghĩ là cũng phải sống dài đấy anh em ạ, sống dài đấy. Vẫn đang rất nhiều người chơi, rất nhiều người quan tâm. Và anh em cứ để ý mà xem, khi mà nhà phát hành ấy, nó vẫn tiếp tục ra skin đều. Đấy, nó ra Battle Pass với rất nhiều những cái đồ mới đẹp này, bàn cờ mới đẹp này. Hay là ra giải đấu thường xuyên. Đấy, rồi thì update thường xuyên. Thì chứng tỏ là gì? Con game đấy nó vẫn đang rất là ok đấy anh em ạ. Nha anh em nhá, rất ok đấy. Tôi có những cái lúc mà cái con game này nó cũng xuống chó chứ nó không lên voi đâu. Thì tôi vẫn bám được cái con game này, tôi vẫn làm. Anh em thấy là tôi cũng chưa có chuyển sang TFT. Mặc dù là có một khoảng thời gian tôi cũng chia sẻ với anh em là có thể là tôi sẽ chuyển sang TFT, nhưng mà không, tôi vẫn chưa chuyển sang. Đấy, tôi vẫn ở đây, tôi vẫn làm cái con game này. Và nó hoàn toàn nó chưa chết. Từ lúc mà tôi chia sẻ với anh em ấy đến bây giờ nó cũng được khoảng rơi vào đâu ấy tầm khoảng một năm đấy. Và game vẫn sống nhăn răng, thậm chí là còn đang phát triển. Đang rất khỏe, đang rất hay. Đúng không? Đấy, thế nên là tôi nghĩ là con game này thì có thể nó sẽ chết, nhưng mà bây giờ thì chưa anh em nhá, bây giờ thì cũng rất là ok. Anh em có thể yên tâm. Và cái bọn này thì nó cũng không làm ăn chụp giật như cái bọn Villa Game đâu. Đấy, khẳng định với anh em luôn. Cái bọn Villa Game gần đây, nếu mà anh em chưa biết cái phốt, là cái phốt một cái con game nhá, tôi không tiện nói ra. Đấy, một cái con game có cái cộng đồng nó còn to hơn ở cộng đồng AutoChess này, với một cái lượng người chơi nhá, ở trên App Store ấy, hay là ở trên cửa hàng Play, rơi vào đâu đấy nó tầm khoảng 10 triệu lượt tải xuống nha anh em nhá. Tầm đấy 10 triệu lượt tải xuống, quá nhiều luôn. Và nó là một con game mà lúc đấy nó đang rất rất nhiều người quan tâm và rất nhiều người đang chơi nhá. Video clip do các YouTuber, streamer, thì một cái YouTuber mà nó bình thường thôi, nó không phải là quá nổi tiếng, ra một cái clip thì nó đâu đấy nó cũng tầm khoảng 20.000 view cho mỗi cái video. Anh em nghe anh em thấy sống lâu chưa? Rõ ràng là đang rất là ok đúng không? Rất là sống lâu luôn ấy. Nghe là chừng là có vẻ như là nếu mà làm YouTuber thì ok rồi. Video mà mỗi video ra cỡ khoảng 20.000 thế này thì yên tâm. Làm khoảng 5 năm nữa vẫn rất là ok. Đấy, xong rồi ngay cái lúc đấy nhá, lại có một cái event. Event là lạp tiền tặng quà. Có ông YouTuber ông lạp 20 triệu. Dã man. Vừa lạp 20 triệu xong thì ôi mẹ ơi, ngày hôm sau thông báo là hồi đấy là hồi tháng 4 anh em ạ, thì nó thông báo là cái lộ trình mà con game này nó đóng cửa. Lộ trình là gì? Là từ tháng 4 đến tháng 8. Tháng 8 nó đóng cửa. Đấy, bây giờ là tháng 10 rồi, tức là đóng cửa được 2 tháng rồi đấy anh em. Quá dã man luôn anh em ạ. Quả đấy đúng kiểu cả cộng đồng nó chửi luôn, cả cộng đồng game nó chửi Villa Game. Villa Game ở đây có nghĩa là VNG đấy. Đổi tên từ ngày trước rồi nhưng mà tôi quen gọi ngày trước. Do ngày trước là tôi hay chơi mấy cái tựa game của Villa Game nên tôi vẫn gọi VNG là Villa Game thôi. Đấy thì là cả cộng đồng nó chửi luôn là lừa đảo luôn. Game sắp chết mà lại đi làm event lạp tiền. Đó, rất là buồn cười ở cái chỗ là bây giờ lại làm game thế kiểu là ăn sổi. Vô lương tâm, coi như là bất chấp hết tất cả các cái loại thể loại gọi là thủ đoạn. Để coi như là vặt lông người chơi. Coi như là bòn rút đến cái đồng tiền cuối cùng luôn. Mà
trước khi mà người ta biết được là server là sắp là phá sản đấy, sắp đóng cửa, là không ai nghĩ là nó đóng cửa luôn. Ai cũng nghĩ là cái con game này nó còn sống rất lâu, do cộng đồng nó đang to. Thế mà rồi cuối cùng dã man thật sự luôn anh em ạ. Thế nên là tôi nghĩ là ở một cái con game như kiểu AutoChess này thì nó sẽ không có cái hiện tượng hay là cái trường hợp với kiểu như thế đâu anh em. Nhưng anh em cứ yên tâm, cái bọn này nó làm ăn nó cũng rất là uy tín từ trước đến nay. Anh em sẽ thấy là nó chưa có những cái kiểu event đâu, kiểu kích lạp tiền nhiều đâu. Bọn này nó không thế. Kiểu như là nếu mà anh em thấy đẹp thì anh em mua thôi. Anh em muốn có battle pass để anh em có thêm những cái lợi thế anh em mua. Kiểu thế, tức là nó không quá là bắt người chơi là phải kích lạp tiền nhiều. Rồi thì tổ chức giải như thế. Bọn này nó có tiền thì nó tổ chức thôi. Còn nếu nó không có tiền thì thôi, nó cũng chả tổ chức. Anh em cứ để ý mà xem. Hay là lúc mà nó không có tiền thì nó cũng chả có ra nhiều skin mới. Bởi vì làm gì có tiền mà thuê nhân lực mà vẽ cho đâu. Đấy. Nó kiểu thế. Con game này nó kiểu chiêu chiêu đấy. Cái người sản xuất người ta cũng chiêu luôn. Làm con game đấy anh em thấy là cũng bây giờ làm mỗi AutoChess. Cách đây khoảng 2-3 năm thì nó còn có hai game nữa cơ. Một con game mà chơi theo kiểu thẻ bài ấy, nhưng mà nó toàn tiếng Trung Quốc cơ, phát hành ở thị trường Trung Quốc. Và một con game thì anh em cũng đã từng chơi rồi, đấy chính là con AutoChess MOBA, nhưng mà bom xịt. Quá giật lag, không ai chơi được, nên là cái dự án đấy tôi nghĩ là cũng hủy rồi. Thế nên là bây giờ chỉ có tập trung vào mỗi con này thôi. Nên là con này bây giờ nó đang đánh giá là một con mà đang tập trung rất nhiều chất xám của nhà phát triển. Rất hay đấy. Hiện tại đang rất hay rồi. Một trong những cái meta mà cân bằng nhất từ trước đến nay, theo đánh giá của tôi. Đấy, và anh em cũng để ý mà xem, nó cân bằng đến cái mức độ mà bình thường là 2 tuần là nó update một lần. Nhưng bây giờ là bao nhiêu lâu rồi chưa update? Chắc là cũng phải gần 1 tháng rồi chưa update, đúng không? Game cân bằng quá rồi, bây giờ chả update nữa. Bây giờ đợi ra tướng mới thôi. Ra tướng mới lại mất cân bằng. Đấy, mất cân bằng lại phải update. Thì update liên tục. Nhưng mà cái đoạn này bây giờ là nó đang là cuối ở cái update meta mới, tướng mới đấy. Nên là nó đang rất cân bằng ở trong cái giai đoạn này. Mà thường các anh em mà leo rank mà chơi ở cái giai đoạn này là quá tuyệt vời luôn. Vì nó cân bằng anh em ạ. Ừ, từ từ nha. Tự nhiên lại ra con Velom, xong rồi lại còn ra cả con Orc ấy chứ. Kiểu như là Kira nhỉ. Không phải không? Ảo Makalara thật. Lúc đầu đang định chơi Feather á. Feather kẹp với cái bắn trưởng ấy. Late game mà tôi sẽ chuyển sang bắn trưởng thôi. Nhưng mà tự nhiên nó lại ra kiểu này à. Thế đây lại quay xe thôi. Tuấn cơm mà chơi cái gì chả được, đúng không anh em? Chơi người ta gọi là thông thạo tất cả các thể loại layup rồi thì vô tư. Bài cứ ra là chơi thôi. Ui thằng này xả hết tiền ở các chuỗi này. Càng đấy. Thế đi thua rồi. Trông nhiều 2 sao phết đấy anh em ạ. Ơ nhưng mà trông có vẻ như tôi vẫn ăn được ý nhở. Có phải không? Ơ kìa. Thật luôn đấy hả? Ăn được anh em ạ. Điều thật. Không thể tin nổi cái round này ăn được nó. Thế là vẫn giữ được chuối. Quá tuyệt vời. Cây 2 này. Ú. Từ từ nhá. Thế thì thế nào đây? Đá qua 9 phe giờ tiếng nhỉ. Lên 9 luôn này. Ok. Có Kira mà. Như này đi, được không? Theo anh em thì cái này ổn không? Trông cũng khỏe chứ nhỉ. Như này là 6 phe giờ. 6 phe giờ kẹp với Kira. Ơ tôi vẫn thua này. Sai lầm rồi anh em ạ. Sai lầm rồi, sai lầm rồi, sai lầm. Ăn nổi không? Thua rồi anh em ạ. Thua. Sai lầm đã dẫn tới là mất cái chuối. Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền thôi. Dã man. Thề. Tại sao mình có thể nghĩ được cái quả vừa rồi nhỉ? Up lên 9 hết tiền xong rồi là cho Kira. Thề luốt mẹ hết luôn. Thế là thôi xong. Luốt hết cả bài luôn. Giờ nó mạnh ở cái chỗ đông ấy, xong rồi nó có khả năng là lé anh em ạ. Sai lầm à? Sai lầm rõ ràng luôn. Thôi. Chúng ta phải đông lên, chúng ta phải có khả năng lé đi, đúng không? Thì nó mới mạnh được. Chứ
Chứ còn chúng ta lại cho Kira vào nuốt đi. Yếu quá. Quả vừa rồi mất chuối đúng sai lầm. Tầm này bây giờ đang phân vân quá, không biết chơi gì. Nếu mà kẹp 4 Metalit vào chơi với cả 6 Feather, 4 Metalit đánh ở level 9 đủ luôn. Level 10 kẹp thêm Kira, được không? Hợp lý. Như thế phải kiếm cái món đồ Kira mà chơi được. Ui lại ra hai con Velom này. Điêu nhỉ. Nhưng mà như thế nó có quá lằng nhằng không? Đồ này rõ ràng trên Metalist rất ngon đúng không anh em? Có giáp xoay, có búa xét này. Toàn những cái món đồ chấn của Metalist đấy. Tôi thấy Metalist là được. Thằng này nó 6 Glacier này. Mà khả năng là tôi ăn được thôi. Bây giờ ra đủ Wizard là sẽ có 6 Feather kẹp với 4 Metalist. Đánh ở ngay cái level này. Được không? Hay là chuyển sang Kira? Kira Feather. Kira Feather thì bây giờ chưa luốt được con cây. Chúng ta mới chỉ luốt được mấy cái con 1 sao thôi. Velomancer phải lên được 2 sao mới chơi được. Nếu mà Velomancer này mà lên 2 sao sớm, có khi tôi lại chuyển sang Kira tôi đánh trước anh em ạ. Kira Feather à? Trận này thấy có 6 Saman á. Trong cái bộ truyền thuyết ở trận đấu này nó có cái con Sailing Assassin và con chúa quỷ. Sẽ có người sẽ chơi Witcher kẹp với cả hai con đấy đó. I'll take you under my wing. The chakra. I mean magic. Ui, ra trứng ạ, thế là Velomancer 2 sao à? Ok, thế thôi được rồi, anh em bạn thấy tôi biết chơi gì rồi. Chúng ta chơi Kira nha anh em nhé, Kira Feather. Kira Feather. Ok. Mua con này. Đó, bỏ mấy con Feather đi anh em nhá. Chuyển dần sang chơi Warlock anh em ạ. Chơi Warlock rồi. Kết hợp với Warlock hay là 6 Glacier đó anh em. Yếu ấy nhỉ. Mẹ vãi đái ạ, lọt hết ạ. Thề. Quả vừa rồi mất 16 máu luôn. Quả gì đến chín hết tiền nữa cũng trông cũng hơi xui một tí. Xa đâu bây giờ lên 2 sao thì hơi thọt tiền anh em ạ. Tôi định chuyển sang Warlock luôn. Đổi đồ cam nhá. Từ từ đã, rao sau. Tôi sẽ đổi đồ cam luôn anh em ạ. Vẫn thua. Yếu ấy nhở. Cái bộ này bây giờ nó yếu ấy rồi anh em ạ. Để tôi chuyển sang Warlock là có mạnh hơn không?
Bây giờ chuyển sang Warlock thì có khi mạnh hơn đấy. Để Feather nó yếu đó. Hy vọng là sẽ giữ được máu để form đủ đội hình. Lâu lắm rồi chưa chơi con Velomancer trong cái bộ 6 Warlock làm co. Không biết có ra gì không. Coi như làm content luôn đấy. Tiết kiệm tiền một chút anh em nhé. Tiết kiệm tiền một chút. Trận này có 9 Aegis Seed đấy. Tương lai là sẽ có. Thằng này chơi Aegis Seed thì thế nào nó cũng lên 9 được thôi anh em ạ. Bây giờ là form được cái con Muta lên được 2 sao. Với cái đội hình này thì chắc chắn là lên được 9. Tôi vẫn đang thua đây này. Chuỗi thua luôn anh em ạ. Dã man. May quá vẫn giữ được máu top 2. Đầu game đánh được chuôi nên là bây giờ mới giữ được máu đấy. Nhưng mà tiền thì hơi thọt. Thích tiền một chút đã. Cái bộ này bây giờ cái con Velomancer cũng ít người ta tin dùng anh em ạ. Tôi cũng lâu rồi tôi không sờ vào cái bộ này. Không biết là có ăn thua gì không. Cứ chơi thử thôi anh em nhé. Tôi biết là nó cũng sẽ không ăn thua đâu. Bởi vì meta này nó quá nhiều cái bộ mạnh hơn. Đặc biệt là những cái bộ mà tôi có chia sẻ với anh em ấy. Mấy cái bộ mà xài cái gậy xanh ấy. Của những cái con 5 đô cầm gậy xanh thì thực sự là quá mạnh. Trận này thì late game đa phần là sẽ hướng đến là sẽ chơi là ngũ long hóa hình kẹp với cả chú quỷ ấy. Đánh ở level 10 chú quỷ 2 sao cầm gậy xanh. Đấy, nó sẽ là mạnh nhất. Còn như tôi chơi như này thì bởi vì là nó ra cái con này bây giờ mình phải chơi thôi. Bài nó cho mà. Chứ bây giờ mà ra chú quỷ 2 sao thì tôi lại quay xe được mà. Có ra không thôi. Bây giờ chú quỷ 2 sao đi. Cho mình xin luôn. Mình xin con chú quỷ 2 sao. Chuyển dần dần sang vẫn được. Tầm này do không có chú quỷ thì thôi thì chơi cái con này thôi. Con này nó lên 2 sao làm co được rồi. Tí nữa tôi sẽ kẹp với cái 4 bit anh em nhé. 4 bit kẹp với cái 6 Warlock. Đánh ở level 10 là kẹp được thêm ở Kira luôn. Anh em cứ để ý là hình như là cái đợt update vừa rồi ấy, cái con Velomancer này nó có một cái lỗi. Anh em cứ để ý là cái lúc mà nó vào ấy, nó nhấc cái tay lên ấy để nó tung cái skill của nó ấy, thì nó còn bị delay khoảng 1 đến 2 giây. Kiểu như nó bị đứng im ấy anh em ạ. Anh em cứ để ý mà xem, nó không hề có cấm đánh hay gì đâu. Nhưng mà nó bị delay. Anh em để ý round sau nhá. Round sau anh em sẽ xem. Bắt đầu vào trận đấu ấy, con Velomancer nó sẽ tung trưởng. Đấy, và sau khi nó tung trưởng một cái là nó sẽ đứng im một lúc. Đứng im một lúc, xong rồi nó mới cử động. Bốn bit cái đã này, 4 bit kẹp với Kira. Bây giờ thêm một con Warlock nữa là chúng ta có 6 Warlock. Con Warlock nữa thì có thể thay cho con cây. Hy vọng là sẽ có thể giữ được máu. Tầm này chưa có 6 Warlock thì không biết có giữ được không. Không có 6 Warlock nhưng mà con Velomancer này của tôi nó có Kira. Thế là máu nó cũng nhiều. Và đam của nó cũng khá là to đấy. Gặp thằng Feather kẹp cung không biết ăn nổi không. Đấy đam to này. Đam to chứ. Kẹp được với cả 4 bit. 500 đam, 5k máu. Được không? Đừng mà thua nhá. Ơ chưa? Sida thật sự anh em ạ. Ơ chưa? Vẫn thua, đùa thề cay nhỉ anh em nhỉ. Thề. À đâu, không 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 đâu bạn ơi, không đâu bạn ơi. Tỉnh dậy đã đập được. Cắt cái chuôi cái đá. Có tiền cái đá. Rồi. Ui chú quỷ này. Chơi không? Chơi không nhỉ? Đang hơi phân vân đấy. Quả chú quỷ nhưng mà lại
ra chú quỷ nhưng mà lại muốn làm content. Ờ, Vũ Long hóa hình có vẻ như video clip nó hơi nhiều à. Mà cái bộ 6 vlog hình như là rất lâu rồi chưa ra đúng không anh em? 6 vlog rất lâu rồi. Chắc là cũng phải một tháng rồi chưa có một cái bộ 6 vlog nào. Hôm nay tự nhiên lại được vlog độ thì có khi là cũng đá qua một tí nhỉ. Bao giờ chú quỷ lên 2 sao rồi chúng ta lại chuyển qua. Dã man thế. Đây là trong phòng hờ, trong cái trường hợp mà đối thủ quá mạnh anh em nhá. Không phải top 1. Đánh top 1 nó vẫn sướng hơn đúng không? Thằng này nó chơi cái gì đấy? Có thể là thằng này nó đang thiếu một cái con Grim. Thua này. Ôi vãi đái ạ, thề. Kết luận là yếu, kết luận là yếu. Yếu luôn. Thằng này nó đang thiếu một con Grim nữa anh em ạ. Không là nó sẽ là 9 mét đấy. Sáu vlog này. Ok. Sáu vlog thì chắc là bỏ con gì đi. Con này đi. Tạm thời là bỏ một bit đi vậy. Cái con cây thì tôi không muốn vứt ra bởi vì là con cây nó đang khá là to. Lên 2 sao mà con này nó luốt thì cũng khá là nhiều máu đấy anh em. Luốt được khá khá. Tí nữa khi mà kéo lên được 2 sao thì lại cho vào thay thôi. Kéo lên 2 sao và thay con cây được mà. Đúng không? Ok. Thua thằng này. Khó nhỉ. Nói chung là cái bộ Glacier nó vẫn là cái bộ khỏe nhất trong cái bộ mà kết hợp với cái con Velomancer làm co anh em ạ. 6 Glacier ấy. Battleman này. Thôi thì chấp nhận làm content thôi. Thì cũng cảnh báo với anh em nhá. Cảnh báo trước với anh em là đây là làm content chứ không phải là tôi biểu diễn hay tôi trình diễn một cái lineup siêu bí kí mà siêu mạnh đâu. Thế là anh em đừng có xem xong anh em lại áp dụng vào trong rank là anh em toang á. Thế chả qua là bài ra thì mình coi như tận dụng thôi. Bài ra bài cho thì được được thì chơi thôi. Đây rồi. Gấu 2 à. Bán cái này đi không? Hay lóc lại một round nhỉ. Thực ra round này cũng sẽ phải lóc lại thôi anh em ạ. Thôi, tôi chẳng muốn bán con gì đi đâu. Tôi không muốn bán đâu, tôi muốn giữ lại hết những cái con này. Tí nữa nó lên được 2 sao tôi thay vào. Kẹp được 4 bit, kẹp với 6 block. Hai mươi máu sống nổi không đấy? Trông hơi bị su đấy anh em ạ. Vừa lấy gặp thằng này thua này. Thằng này chơi Goblin kẹp với cả mết ạ. Được không? Được, tôi nghĩ là được rồi. Được không? Một đống cái đồ hồi máu mà thua làm sao được. Rồi. Ok đấy. Bắt đầu giữ được máu rồi anh em ạ. Vẫn chưa đủ tiền luôn, vẫn phải lóc một round nữa. Thề. Hai round lóc luôn mà. Sau round này sẽ cố gắng đổi một cái món đồ cam nữa. Con này khi mà nó có hai món đồ cam thì nó sẽ dễ thở hơn. Trận này có thằng chơi God Metalist kẹp với cả Saman. Và nó cũng kẹp cọc luôn, nó cũng có kẹp cọc. Thằng đấy có vẻ như là một cái thằng đang sợ. Tôi đang rất là sợ. Còn một thằng 9 Exit nữa. Thằng 9 Exit thì chắc là tôi nghĩ là tầm này tôi đỡ rồi. Cũng không đáng sợ lắm.
Thằng Feather thì bây giờ tôi cũng đã có đồ chống Feather rồi, cũng có thể ăn được. À ui rồi, đây rồi, quá tuyệt vời anh em ạ. Thế tôi rèn được cái này, tôi sẽ rèn một cái món đồ cam nữa. Ok, bố xét à, thêm tí tốc đánh anh em ạ. Rồi tôi nghĩ là ổn rồi đấy, ổn rồi đấy. Lần này gặp Metalist thì cái bọn này là nó cũng có cái khả năng hồi máu. Đấy, mà cái khả năng hồi máu thì nó sẽ không dễ bị kill luôn ở cái phát đánh thứ hai đâu. Nhiều khi là cái bọn Metalist nó may mắn nó đập được hai phát là chết luôn một con ấy. Nhưng mà bởi vì là nó không có khả năng hồi máu nó mới thế thôi. Chứ còn nếu mà giữ cái lượng máu mà trên 50% thì không bao giờ có thể kill luôn được. Chỉ dưới 50% mới có thể kill thôi. Ok. Đấy, thằng này nó cũng lên được level 9 hay level 10 rồi. Level 10 rồi này. 9 Exorcist. Nhưng mà bây giờ tôi khỏe rồi. Ui, nó bắn đau ấy nhở. Bắn đau đấy. Mà tôi có khả năng hồi máu. Rồi, rồi. Nói chung là chỉ hở ra một phát là tôi đập chết được nó thôi. Hết skill của tôi đập được. Ok rồi đấy nhỉ. Có vẻ thấy là cũng ổn rồi đấy. Feather thì có đồ chống Feather rồi. Còn cái thằng Saman bây giờ đang bị out. Thế thì tôi không ngại nữa rồi. Saman đang bị out rồi. Metalist Saman. May quá để nó out đi. Out luôn rồi đấy. Giữ 90 tiền kìa. Mà cái tầm này tôi gặp nó chắc là tôi cũng sẽ không full bàn được đâu. Kiểu gì con Venom này nó cũng sẽ solo thôi. Dự đoán là late game chúng ta sẽ solo với nhà Exorcist. Lại gặp Exorcist này. Đấm đau phết nhỉ. Venom mà sở tôi đánh nhanh mà đấm cũng đau đấy. Đập gần như là 3 phát là chết một con rồi. Được không? Đương nhiên là được rồi. Đàm rất to. Ủa không à? Được. Ủa không ai tí cho vào chơi. Cứ lên 2 sao cho vào thôi. Ngộ không 2 sao. Ngộ không 2 sao thì không luốt được. Không luốt kia được. Nhưng mà có thể cho nó đánh, nó đứng ở ngoài nó clear. Thêm một tí stun nữa. 5 đô không bao giờ là chê cả đâu. Tôi là cứ 5 đô tôi mua thôi. Trận này có khi là tôi cũng sẽ không có chơi ngũ long gì cả đâu anh em nhá. Vừa lấy tôi đã quyết định là bán lấy con chúa quỷ rồi. Tức là tôi không mua nữa rồi. Xác định là không sang nữa rồi. Chơi xoay quanh con Velomancer thôi. Velomancer lên 3 sao thì cũng đập tất thôi. Thằng này ao thoải mái luôn. Mặc dù nó ao nhưng mà nó cũng rất mạnh nhá. Con gấu thầy ông nội này nó có thể gánh cái con game này nó rất lâu anh em ạ. Tầm round 33 thì nói chung là giết cái con này nó cũng khó. Nó không dễ đâu. Đấy. Thấy không? Nó gánh hết luôn này. Mà thằng này là ao đấy nhá. Tức là cái đồ của nó là chưa lấy được hết đâu. Rất khó chịu. Sắp giết được nó thì nó lại đầy máu. Cày nhỉ. Cứ đấm được nó mấy phát là nó lại đầy máu. Vớ vẩn nó còn ăn được tôi này. Sợ thật. Ok. Nhìn thế để biết được là cái bộ bài đấy nó mạnh. So với bộ bài này, rõ ràng bài này là cũng gần như là mắc binh rồi. Đánh ở level 10 rồi. Nhưng mà đấy cũng phải chật vật mới ăn được.
trong khi nó thì khá là khỏe. Meteorite bây giờ cứ cầm cầm cái đồ chấn của nó là cái vương miệng này, sau đó hút máu cuối, thêm một cái món đồ nhẹ nhàng, đồ xám thôi, đó chính là cái cỏ bốn lá thôi là rất là ok rồi. Kẹp với cả sáu đỏ nữa là coi gần như là bất tử, gấu chả giờ chết luôn. Thêm cái bất diệt nữa thì thôi khẳng định là top 1, chắc chắn là bất tử. Hôm nay tôi cũng thử cái bộ Warlock này, anh em thấy thế nào thì anh em hãy để lại dưới phần comment nhé. Liệu rằng cái bộ 6 Warlock này nó có quay trở lại được không? Nó có thành meta được không? Meta chắc là không. Nhưng mà để mà có người chơi được cái bộ này không thì anh em theo anh em thế nào? Anh em hãy để lại dưới phần comment anh em nhé. Vụt cũng đau chứ đúng không? Anh em thấy tôi vụt cũng đau ấy chứ. Có chuỗi này. Nói thì nói thế, bây giờ có thể là cái bộ này nó đang mạnh ở trong cái giai đoạn này, nhưng mà siêu late game thì cũng không biết là có mạnh hay không nha anh em nhá. Một cái nữa mà tôi lưu ý với anh em là cái đoạn đầu với cái đoạn giữa game ấy, cái đoạn đầu tôi xử lý khá là tốt nên là cái lượng máu giữ được khá nhiều. Còn cái đoạn giữa game thì trông nghe chừng có vẻ là mất nhiều máu đấy. Anh em thấy là bây giờ tôi còn có 25 máu thôi, mà tôi bây giờ tôi đã tạm thời giữ máu rồi. Chứ còn cái đoạn mà giữa game hay là đầu game mà không có một cái lượng máu nhiều ấy, hay là không giữ được máu, tôi nghĩ là 25 máu này nó cũng đã bay màu từ lâu rồi anh em ạ. Rõ ràng là đây nó là một cái lợi thế giữ máu đầu game nữa, chúng ta mới có thể xây dựng được như thế này. Nên là phải hết sức cân nhắc nhá, bộ này hết sức cân nhắc đấy. Còn anh em thấy con Velomancer này tôi đánh búa bay quá, khỏe quá rồi anh em lại đam mê, anh em lại chơi. Sau khi anh em sờ farm được khoảng chục trận thì anh em mới thấy là nó không chơi được. Lúc đấy anh em lại quay sang anh em chửi tôi thì tôi chết. Hỏng 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 hỏng. Thế nên là tôi cứ nhắc trước anh em như thế nhá. Đấy, nhắc trước rồi, không anh em lại bảo là tôi không nói gì. Hay là anh em lại bảo là tôi lừa đảo, tôi lừa anh em. Tôi làm content lừa anh em, tôi bảo bộ này mạnh lắm nhưng mà nó đâu có mạnh đâu đúng không? Thì đấy, tôi cứ nhắc trước anh em như thế. Ok, đổi một cái món đồ cam nữa thì bây giờ lại chưa đủ. Chả nhẽ lại vứt hết đồ đi, vứt luôn cả Blink. Được không? Trông nó hơi sida nhỉ, vứt thế nhiều đồ quá. Blink vẫn muốn cầm. Tí nữa giữ lại cái Blink để cho cái con này nó dễ dàng nó tung trưởng sớm ấy. Blink giàng sau tránh cọc nữa, trong trường hợp mà đối thủ kẹp cọc. Rõ ràng là chúng ta không nên là rèn cái Blink. Thôi tạm thời cái con này nó cũng full đồ rồi anh em ạ. Chỉ là thiếu đồ cam thôi. Những cái trận đấu mà chơi kiểu lối chơi Kira này thì nó kéo dài nó sẽ hơi lâu anh em ạ. Do là nó không đẩy được nhiều. Mỗi nào chỉ đẩy được đúng một con thôi. Ok, đấy, mỗi nào đẩy đúng một con. À, đợt này là tôi lấy được cái bình minh rồi anh em ạ. Nó có sự khác biệt rồi. Lấy được cái bình minh. Ơ kìa. Sao coi như là ao hết được kìa. Ảo thật đấy. Cuối cùng cái thằng Feather còn chết trước cả cái thằng mà ao ra cơ. Đồ này thì chả lấy được cái gì. Thôi, random rồi. Tạm thời bỏ cái này ra thôi. Được không? Cái thằng Feather nó gặp cái thằng này này. Nó gặp cái thằng Exit nó đẩy cho full nhà luôn anh em ạ. Chết trước cả mấy thằng kia. Mà tôi không sợ, tôi không sợ. Càng đông càng vui thôi. Càng đông thì càng hồi được nhiều máu. Vào đây, đấy đấm này, giỏi đấm này. Càng đông thì càng hồi được nhiều máu thôi. Ok, đấy, ra ngoài thắng được hai con. Chúng ta thắng nhưng mà lọt rất ít. Thường là sẽ 1 đến 2 con thôi. Không thể lọt nhiều được để mà kết liễu đối thủ đâu. Velomancer là sẽ là lên 3 anh em nhá. Đấy, tôi giờ thế thôi nhưng mà lại 50 tiền rồi đây này. Cũng ngon lành đấy nhở. Cái bộ này có vẻ hay đấy, lâu lâu không chơi tự nhiên chơi thấy khá là bánh cuốn. Có khi là tôi sẽ làm lại bộ này trong những cái video sắp tới ấy, tôi sẽ chơi tiếp nha anh em nhá. Có thể hoặc không.
Nó vẫn phụ thuộc vào bài ra gì thôi. Chơi thì nó đa phần là bài ra co gì tôi chơi cái đấy. Rồi thằng này đi luôn đi để solo nào. Solo nhìn thế thôi nhưng mà cũng mất thời gian phết đấy anh em ạ. 29 máu với 25 máu nhưng mà gặp hai bộ mà nó lì, nó nhây. Cái bộ Exorcist kia thì cái con tướng Mueta nó cũng rất nhây luôn. Vớ vẩn để cầm hòa. Mà lọt thì lọt mất có 3 máu thôi, chẳng có gì nhiều cả. Kể cả tôi có thua tôi cũng mất lâu cơ. Tầm này 25 máu thì đến bao giờ mới hết. Rôn con này lên 3 sao luôn này. Gấu 3, hay quá. Con gấu này 3 sao rồi, tí nữa con Velomaster của tôi nó lên 3 thì tôi luốt luôn. Ổn không? Ok không? Trông vẫn rất là ổn áp nhá. Ok. Quá hay. Đẩy nhiều luôn anh em ạ, đẩy 12 máu. Do có con sâu. Liệu rằng round thứ 41 có thể kết liễu được không? Nhưng mà tôi nghĩ là 41, 42 là ok đấy. Còn có 7 máu thôi. Mua round lọt một con là chúng ta có thể kết liễu rồi. Sau cái round này thì tôi cũng không có gia tăng được cái lượng đồ nữa rồi. Đồ bây giờ nó là tối đa rồi anh em ạ. Không thêm được cái món đồ gì nữa. Bây giờ có cho con gấu hoặc là con Batman cầm thôi. Round này nó sẽ là một cái món đồ tím. Hy vọng nó sẽ là một cái sách, một cái quyển sách cho gấu cầm, cho nó đỡ phí. Sẽ ra cả dấu ấn thần thánh nhưng mà có dùng đâu. Chắc là sẽ đổi một cái món đồ cam nữa. Hai cái món rơi ra phế quá. Đây, lấy cái món này được. Chúng ta sẽ có 4 bit. Ok chưa? 4 bit không cần phải kích hoạt Kira nữa. Rồi, thôi. Xả hết cái đống tiền này kiếm thôi. Cây này. Không kịp rồi anh em ạ. 7 máu chắc là chưa chết rồi đó. Ra sau xả lốt. Thiếu hai con Velomaster nữa. Ui đám to thế. Thằng này nó cũng có cái búa anh em ạ. Cũng có búa bình minh ấy. Nhưng mà tôi cũng có mà. Rồi bật bất diệt là đi rồi. Trời ơi rao này sâu đẻ đằng sau kìa. Thế rao cuối rồi. Trò chơi kết của nhà bà Thúc. Rõ ràng. Quá dã man. Vậy là cái lineup này là khá là khỏe đấy. Đấm được cái bộ meta. Đấy. Vấn đề là có chơi được ở giữa game không thì không biết nha anh em nhá. Chắc là phải một vài trận nữa để test thêm. Rất là ok đúng không? Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Một trong những cái trận đấu hay nhất trong tuần vừa qua nha anh em nhá. Tôi dồn toàn bộ đồ cho Squire và Aiket. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Tôi gặp top 3 server. Cuộc chiến thầm lặng anh em nhá. Rất hay và kịch tính luôn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.